Con xe bố nữa. Đi cầm xe bố kìa. Ở đâu trên này cái con. Đi đi. Kéo đi, kéo mạnh rồi. Đổ xe nha. Mày một giữ đấy một tay tôi thế này đấy. Ui giời ơi. Kéo xe đổ xe. Ơi. Xin chào anh em nhá. Hôm nay cho nó đi với chủ mới nhá. Hôm nay là không đi rời xa, không ở với chủ cũ thợ xăng nữa nhá. Nếu hết dịch mình sẽ đi vác mấy con về chơi cho đỡ buồn. Mít, mít bây giờ không ở đây rồi mít đấy. Giờ cái nhà của mình có khách thì chắc không bao giờ có ai bắt đầu nữa nha. Chắc quay cái đầu nó ra đấy. Tay nó thò được vào, tay anh đã thò được vào. Cắn lên. Anh không tháo xích, anh tháo xích ra đến bên kia nó xích kiểu gì vào. Hả? Xích kiểu này, xích kiểu này. Xích kiểu này, mình xích kìa. Ít đá lắm à. Ít đá là hai áo xanh nè. Con mít nó ở một bên nặng một bên rồi. Con mít mẹ béo lắm. Bye bye nha. Bye bye mít nha. Chào nhà nha. Hôm nay đang đi giao cho xe đi Đắk Lắk nha. Con này đi giao lên Trung Trung nha. Nó ơi, trong phòng dịch sớt lúc sợ nó. À, từ đây nào anh chạy cũng một lợi thịt tiền á. Bố má, dọn nó giờ dọc cờ và dọc của nhau nữa. Cho chập là lên á. Bông nha. Đi làm việc tốt cho chủ mới nha. Anh em trong hội và trong nghề đam mê nhá, đang rất tin tưởng về cái khả năng luyện chó này, khả năng chọn chó, cách kinh nghiệm chọn chó xăng của thợ cú thợ xăng, nên các bác hãy mang về để làm những việc thành công nhá. Ngày hôm nay là mình cũng xin nói với anh em là hai con này mình đã nhường lại cho mấy ông bác ở dưới Gia Lai Kon Tum rồi nhá. Thì nói chung ra hai con này là sẽ xuống dưới được đi chiến đấu liên tục nhá.
Còn mình ở trên này bây giờ rất là ít thú. Mình quay cái bài video này là bài video cuối cùng của hai anh em này nhá. Mình xin chào tất cả các anh em hàng mẹ chó sang. Nếu mà ai mà có nhu cầu mà lấy những cái con sang đẳng cấp, sang chó đẹp thì anh em cũng không than con rẻ tiền làm gì, cứ mua con đắt một tí nha. Con nói chung chó đẹp thì chó đẹp, chó đẳng cấp thì tiền nó tiền nào nó của đấy. Ngày hôm nay mình chuẩn bị lồng sáng hết cho nó, là sau một lúc nữa là mình chuẩn bị gửi nha. Bài video cuối cùng mình quay ở chỗ hai chú chó sang của nhà mình. Thì ngày hôm nay đi là bắt đầu đi ở với chủ mới. Sẽ số ngày đi, được đi sang lợn, sang thú luôn. Sang nai, sang lợn nữa nha. Và đất đấy là rất là nhiều nai với nhiều lợn, với cả con nhím nữa. Nhưng mà ai kém mà có nhu cầu về chó sang là hàng đẳng cấp thì hàng đẹp thì hãy đăng ký kênh của Cú Thợ Sang, để cái video tiếp theo Cú Thợ Sang dành được chút thời gian thì sẽ đi coi những cái chú chó đẹp. Chó đẹp, chó đẳng cấp thì tiền vẫn phải tiền đẹp thôi các bác ạ. Bây giờ mình có tiền thì rất dễ. Chẳng hạn như các bác cứ nghĩ là mua chó của mình tại sao nó lại đắt thế, nhưng mà mình mua chó rẻ thì mình không bao giờ bắt được bằng đấy chó. Ví dụ một con chó nó quá đẹp mà có tiền vời thì người ta không muốn bán thì mình cũng muốn tìm cho bằng được. Không phải là rất nhiều, bắt bất kỳ con nào cũng được thôi nhé. Đấy, phụ thuộc về cái con chó mình đã thích rồi thì cũng có lúc năm 7 triệu chưa sang gì mình cũng bắt bình thường. Nhưng mình có thể nắng được khoảng 70% là nó sang thì mình mới bắt. Nên là các bác thợ đã tin tưởng, thợ sang đã tin tưởng về Cú Thợ Sang. Mình thì không như các anh em khác đâu nha. Mình là nói chung mình ở trên này đi rừng thì mình đi trực tiếp luôn. Mình không phải là như họ mà chỉ gọi là buôn bán những chó mua về là mình bán qua tay đâu. Mình thì đi test trực tiếp mang đi luôn, mang đi sang lợn rừng quay video cho các người xem luôn nha. Đấy, như con vàng này bao nhiêu trận mà là mình mang đi sang, anh em cũng có nhìn thấy video. Mình quay cho các bác được xem. Còn nhiều, rất nhiều người người ta mua bán chó, nhưng mà gọi là cái chú chó người ta bán thì chỉ gọi là người ta bán qua tay, mua qua tay nghe người ta nói thôi. Đi chơi cày cáo, hàng cày cáo nhiều hơn mình thì chuyên là chó sang lợn nha. Cày cáo hàng dáng giết thì không phải sự trường của mình, không hay chơi. Nên giờ mình cũng mùa, cái mùa này mình ở trên này thì cũng rất là nhiều việc. Nên anh em cần thì mình nhận lại cho anh em khi có thời gian mình tìm lại. Bởi vì chó sang ở trên mình đây thì mình liên hệ với các tỉnh khác vẫn còn một vài con. Nên là cái nhận lại hai con này để các bác mang đi chơi cho mình. Có thời gian thì để cái bệnh dịch này nó hết một chút thì mình lại đi tìm nha. Nhưng tìm được một đôi chó đẹp, một con chó đẹp nó không phải đơn giản nha các bác nha. Đấy, chuẩn bị cho lên lồng. Buồn quá. Bung ạ, bung. Bung. Đi nhớ làm việc tốt nha, cho chủ mỡ nha. Nha. Mít. Mích ở chủ bao nhiêu ra đời thời gian lâu rồi. Đấy. Bao nhiêu lâu thời gian mà hôm nay đành phải xa chủ rồi. Mích trong nhà nhá, trong nhà rất là tốt cho mình nhá. Nói thật sự là con này thì nếu về các bác mà có điều kiện mua về trong nhà, trước kia mua được về trong nhà thì cả sang trong nhà rất là ok luôn. Cho trong nhà thì trước đến giờ mình chưa từng chơi một con nào khôn như con này. Không bao giờ cả người nhá, nhưng mà có người đã có khách bước vào cửa mình là có tiếng sủa liên tục. Còn vài nhiều con đây thì mình bắt về nhà có khách cũng như là không có. Mà gà khách cũng cả, chẳng khác như gà chủ. Như con Mick này thì không phải chủ là không bao giờ sờ được nó nha. Nó không cho sờ đâu nha. Đi bán đi để cho anh em chơi rồi thì rất là nhớ. Mình không còn cái nào khác. Giờ có mình đấy. Đằng sau này vẫn còn một con đây này.
Con đằng sau này thì định gửi đi cho các bác ở dưới Bình Dương, nhưng mà bây giờ hiện tại là đang bệnh dịch. Hôm qua bác cái điện về bảo cứ nơi cho một thời gian nữa, tiền thì cũng bác cũng cáo cho mình một ít tiền rồi, thì cũng chưa gửi được nhá, anh phải gửi hai con này trước. Đấy. Cháu rất máu má, nó rất là đẹp. Dạo này mình cũng gọi là nghỉ được khá lâu, gần hai tháng nay rồi, thì cháu nó cũng hơi béo à. Nên là mình mang đi một thời gian thì nó cho nó gầy đi một chút nữa, nó đi mẹ đi áp đi nha. Cháu đi rừng mình không nên cho nó béo quá, cho nó ăn vừa phải thôi. Này vẫn chưa ăn đủ. Tương lai về hai con này mà được đi theo nhau thì chắc các bác cũng gọi là sẽ làm được việc thôi. Mà mình cũng sẽ xin nói với các bác một câu này, con này thì đi ít sủa nhá. Thấy giống mới là nó không hề sủa, nó đi theo đâu nhá, lúc nào dậy thì nó hề sủa nhá. Với lại con này thì nó chỉ gọi là nguyên lợn thôi, hàng thú nhỏ nó không bao giờ chơi nhá. Con này thì coi như là nghe thấy lúc nào nó sủa là chỉ có gà lợn thì nó mới sủa thôi. Còn bình thường trước là cái lợn này nó không bị sủa, hàng cày cáo hàng nhỏ nó không bị sủa đâu nha. Con này ở với mình lâu rồi, tính nó mình rất là biết. Mồm to lắm đấy, chọn những chú chó mà mồm to đẹp này rất là hiếm. Bung Bung, con này chủ nó đặt cái tên là Bung nha, mình đặt cái tên là con Bung. Bung 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 phát là nó biết. Còn con này là con Mít. Tí nữa khi mình cho lên xe thì mình thác quay lên để cho các bác theo dõi cho mình những cái kênh mà mình cho lên xe nha. Mình quay cái bài video của hai con này là lần cuối cùng nhá các bác nha.